Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin hôm nay sẽ cập nhật những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới. Mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, đến thời điểm này, Long An đang hoàn thiện các khâu chuẩn bị để thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Toàn tỉnh có gần 13.400 thí sinh đăng ký dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 tại 33 điểm với 570 phòng thi. Hiện tại các điểm thi đều đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, được phân bổ hợp lý để hạn chế thấp nhất việc thí sinh phải di chuyển xa để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn đúng quy chế. Tại các điểm thi, công tác hỗ trợ thí sinh dự thi cũng được đặc biệt quan tâm. Lực lượng tình nguyện viên trong toàn tỉnh sẽ tiếp sức mùa thi cho khoảng 4.000 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh cũng chuẩn bị hàng ngàn suất ăn miễn phí với quyết tâm không để thí sinh bỏ thi vì nhà nghèo không có điều kiện dự thi. Về công tác coi thi, ba trường đại học cao đẳng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Long An tổ chức kỳ thi gồm trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An và trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh với khoảng 1.700 cán bộ coi thi. Ông Quỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế có buổi làm việc với thành phố Tân An và đánh giá kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Đoàn kiểm tra thực tế tại trạm y tế phường 3 và trạm y tế phường 4, theo hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, đoàn đã chấm điểm việc thực hiện 10 nội dung tiêu chí như chỉ đạo điều hành công tác chăm sóc sức khỏe, nhân lực y tế, cơ sở hạ tầng y tế phường, trang thiết bị, kế hoạch tài chính, y tế dự phòng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, kế hoạch hóa gia đình và truyền thông giáo dục sức khỏe. Kết thúc buổi làm việc, đoàn đánh giá cao những nỗ lực của các ngành chức năng thành phố, Ủy ban nhân dân và trạm y tế phường 3 và phường 4 trong việc triển khai thực hiện. Theo đó, phường 3 đạt 92 điểm, phường 4 đạt 89 điểm. Đây là cơ sở để đoàn phúc tra Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận hai đơn vị này đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Trụ tổ chức hội thảo chuyên đề các giải pháp kỹ thuật giảm chi phí sản xuất trong nuôi tôm nước lợ. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe Thạc sĩ Trần Công Bình, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn tôm giống châu Phi, trình bày các giải pháp nuôi tôm đạt hiệu quả được đúc kết từ thực tế ở nhiều nơi để người nuôi tôm nắm bắt và vận dụng nhằm đem lại hiệu quả cao nhất, giảm chi phí giá thành, rủi ro thấp. Các giải pháp bao gồm là người nuôi tôm phải có tư duy hiệu quả, xác định mùa vụ thích hợp, chọn giống phù hợp, giảm mật độ nuôi, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, nuôi kết hợp, nuôi ghép và kết hợp các giải pháp kỹ thuật hiệu quả. Các giải pháp trên được hướng dẫn cặn kẽ, nêu lên những chi tiết so sánh thực tế ở nhiều nơi để người nuôi tôm tham khảo, nghiên cứu vận dụng các giải pháp vào điều kiện thích hợp tại địa phương nhằm giúp người nuôi tôm giảm chi phí, giá thành đầu vào, tăng chất lượng sản phẩm sau khi thu hoạch, đồng thời hướng đến mục tiêu phát triển hiệu quả bền vững. Trường Mẫu giáo xã Phước Đông, huyện Cần Đước tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Trường Mẫu giáo xã Phước Đông được đầu tư xây dựng cơ sở mới khang trang theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia với diện tích gần 7.000 m2 với 10 phòng học, phòng chức năng và đầy đủ các trang thiết bị đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập. Toàn trường có 6 lớp với gần 200 học sinh và 22 cán bộ giáo viên và nhân viên. Trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn, giáo viên có trình độ trên chuẩn đạt 80%. Hàng năm có 98% học sinh được công nhận bé ngoan, tỷ lệ chuyên cần là 98%. Nhà trường luôn được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền, nhân dân và hội phụ huynh học sinh trong việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các hoạt động khác, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Với kết quả phấn đấu của tập thể cán bộ giáo viên, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ra quyết định công nhận trường Mẫu giáo Phước Đông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Cần Đước, Ủy ban nhân dân xã Phước Đông đã tặng giấy khen cho tập thể cá nhân có đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Sau đây là phần tin trong nước. Thưa quý vị, để đáp ứng nhu cầu dùng điện tại Việt Nam, bên cạnh điện than thì điện gió và điện mặt trời được dự báo sẽ bùng nổ trong những năm tới. Với dân số khoảng 100 triệu và tăng trưởng GDP hàng năm khoảng 7%, Việt Nam đã dự báo sản lượng điện cần tăng từ khoảng 47.000 MW hiện nay lên 60.000 MW vào năm 2020 và 129.500 MW vào năm 2030. Quy hoạch điện 7 của Việt Nam đặt trọng tâm phát triển điện than trong chu kỳ 2010-2020. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, thì quy hoạch điện 8, kế hoạch định hướng cho ngành điện trong 10 năm tới, sẽ được công bố cuối năm nay, sẽ chuyển mạnh sang năng lượng tái tạo, mà chủ đạo là điện gió và điện mặt trời.
Cụ thể, trong quy hoạch điện 7, dự báo năng lượng điện than sẽ tăng gấp đôi thị phần phát điện từ 33% lên 66% vào năm 2030. Nhưng trong bản điều chỉnh của PGB7 vào năm 2016 thì đã có sự xuất hiện của năng lượng tái tạo. Thưa quý vị, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài đổi thưởng trên mạng Internet quy mô lớn do Trần Quang Trường, sinh năm 1989 ở phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa cầm đầu. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc và tổ chức đánh bạc của 5 đại lý game lên tới gần 4.000 tỷ đồng. Các đối tượng cầm đầu đã lợi dụng mạng Internet để tổ chức đánh bạc online thông qua ứng dụng game và xây dựng hệ thống đại lý cấp 1, cấp 2 để các con bạc có thể giao dịch mua bán tiền game bằng hình thức thanh toán trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng và sử dụng tiền game để sát phạt nhau nhằm thu lợi bất chính. Cũng trong chuyên án này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan đến đường dây này. Riêng đối tượng cầm đầu là Trần Quang Trường bỏ trốn, hiện đang có lệnh truy nã toàn quốc. Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu để khắc phục và ngăn chặn tình trạng nợ động. Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều bất cập vướng mắc khiến quy định này chưa thể đi vào cuộc sống. Vậy đâu mới là giải pháp giải quyết tình trạng này cũng như đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người lao động? Đây là đơn vị nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lớn nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội với hơn 33 tỷ đồng. Để không ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, công ty đã đề xuất và được Bảo hiểm xã hội huyện Mê Linh đồng ý cho tách đóng, chốt sổ đối với những trường hợp về hưu, mất sức. Tuy nhiên, số lao động bị ảnh hưởng còn rất lớn, trong khi việc trả nợ vào thời điểm này, ngay cả với 19 tỷ tiền gốc cũng không thể vì doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Đề nghị với các cấp có thẩm quyền cho phép là tạm thời khoanh nợ lãi, chưa trả, để doanh nghiệp có điều kiện cơ cấu trả hết nợ gốc. Để tìm cách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nợ động, thành phố Hà Nội đã tổ chức một buổi đối thoại. Hơn 200 đơn vị nợ động với số tiền lớn và kéo dài đã cùng đối thoại với đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ban ngành. Hầu hết các doanh nghiệp đều kiến nghị được khoanh nợ và xem xét lại cách tính lãi. Đề nghị các ban ngành và giúp đỡ tháo gỡ cho chúng tôi, giải quyết cho chúng tôi cái phần số lãi chậm nộp là tách riêng, không quy ra theo tháng để cái phần quyền lợi cho người lao động được chấp nhận là chúng tôi đóng hết quyền lợi cho người lao động tháng nào phát sinh. Là chúng tôi đóng tháng đó. Nhưng còn cái bảo hiểm xã hội thì báo cáo các anh là cái lãi suất quá cao. Tôi kiến nghị với lại bảo hiểm với thành phố phải xem xét lại cái việc và cái lãi suất này. Tuy nhiên, những kiến nghị này đều không thể thực hiện bởi hiện chưa có quy định nào của pháp luật cho phép khoanh nợ và khoanh lãi. Điều đáng nói, bên cạnh những đơn vị thực sự muốn tìm cách tháo gỡ thì không ít doanh nghiệp cố tình chây ì, không thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, thậm chí chiếm dụng tiền của người lao động. Trước tình hình này, Bảo hiểm xã hội một số địa phương cũng đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có công khai danh sách các đơn vị nợ động, giao chỉ tiêu thu cho từng cán bộ. Có những đơn vị mà vi phạm về nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thất nghiệp thì không được phép tham gia các cái gói thầu mà có nguồn gốc vốn từ ngân sách nhà nước hoặc nguồn gốc tương tự. Thì đấy cũng là một cái cách tiêu cực. Và những đơn vị vi phạm thì chúng tôi cũng thường xuyên là trao đổi. Ví dụ như với ban thi đua khen thưởng thành phố thì những đơn vị vi phạm đấy là chắc chắn là không được xét thi đua khen thưởng. Tăng cường cái công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử phạt hành vi vi phạm pháp luật bằng cái biện pháp hành chính. Và nếu như các cái doanh nghiệp đấy vẫn tiếp tục vi phạm và thì chúng ta xử lý bằng hình sự theo cái điều 216 của Bộ luật hình sự. Tính đến hết năm 2018, đã có 15 tỉnh, thành phố chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đề nghị xử lý hình sự các đơn vị vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với 43 hồ sơ. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có một đơn vị nào bị xử lý hình sự.